Vang Vọng xin kính chào quý vị và các bác. Rất hân hạnh em xin được giới thiệu một chiếc đồng hồ rất cổ của người Đức các bác ạ. Một chiếc đồng hồ đã sản xuất hàng trăm năm, nhưng đây lại là một chiếc đồng hồ mà Vang Vọng sưu tầm về nó còn rất mới các bác nhé, rất mới. Và đặc biệt là cái âm thanh của chiếc đồng hồ này mang lại thì thật là đẳng cấp, nó thể hiện rõ cái tính chất của người Đức. Đặc biệt là cái âm thanh, một trong những cái âm thanh nó đặc trưng của một chiếc đồng hồ G. Đây là một chiếc đồng hồ G GB các bác ạ. Nói đến GB thì các bác biết rồi, đẳng cấp của hãng G luôn, một trong những thương hiệu quá cao cấp. Được thiết kế và làm với một cái vỏ, đây các bác nhìn này, hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên với một chất liệu gỗ sồi các bác ạ. Nhưng người ta chạm trổ trực tiếp lên cái nền gỗ này, tạo nên các cái hoa văn rất cổ kính, thực sự là đẹp các bác ạ. Một cái mặt tia này các bác này, quá đẹp luôn. Một phiên bản rất là đẳng cấp. Thường em xin chia sẻ với các bác là thường những chiếc đồng hồ G không mấy khi có chữ ở trên mặt, nhưng riêng cái chiếc này nó thuộc về phiên bản cao cấp, cho nên người ta đã đề cả những cái bản Westminster ra đây, rất cao cấp phải không các bác. Kim đặc trưng của G GB. Bên dưới người ta làm với một cái kính rào rất đặc trưng của người Đức. Đặc biệt là cái quả lắc bên trong các bác nhìn ra, rất tuyệt vời. Nó dường như là mới cứng, nhưng không các bác ạ, nó hàng trăm năm tuổi rồi đấy các bác ạ. Rất tuyệt vời, em xin mở bên trong. Đây các bác này, một chiếc đồng hồ còn nguyên bản như em nói ở trên. Nó quá đẹp luôn, một trong những sản phẩm lưu kho các bác ạ. Củ gông hoa thị, tất cả các chi tiết phụ kiện của chiếc đồng hồ còn nguyên bản như thế này, rất đẹp, quá đẳng cấp phải không ạ. Và bây giờ em xin được test cái tiếng chuông để các bác được thẩm âm và đánh giá với một chiếc đồng hồ của Đức sẽ đưa đến các bác cái âm thanh như thế nào. Chắc chắn sẽ làm cho các cái đôi tai tinh túy nhất cũng có thể phải ngả nghiêng các bác ạ. Và bây giờ em xin được test tiếng chuông. Một bản nhạc web rất hay và hai tiếng chuông điểm chỉ 2 giờ. Quá đẳng cấp không các bác? Và bây giờ em xin được mở bộ máy ra để được giao lưu với các bác một bộ máy GB còn rất đẹp. Đây các bác ạ, các bác nhìn cái quả lắc này. Nó đẹp đến như thế này này các bác ạ. Từ cái tay móc trên móc này, rất ấn tượng. Bộ máy GB, các bác nhìn đây, quá đẳng cấp phải không ạ. Cái mỏ neo thì nó đặc trưng của hãng G rồi. Này các bác này, các cái logo rất tinh tế này. Máy vàng ươm như này các bác ạ. Tất cả các thanh côn thép còn rất là các cái cọc thép này rất là đẹp. Và đặc biệt là các bác nhìn các cái đầu vò này, nó tinh tế chưa. Ổ cót này. Nói chung đây là một trong những cái bộ máy nó sẽ đưa đến các bác khó tính nhất thì cũng phải là hài lòng rồi các bác ạ. Đây các bác này, củ gông hoa thị, tất cả các thanh côn còn xanh như thế này. Quá đẹp phải không các bác? Và em xin được cho cái bộ máy lại để các bác nhìn ngắm lại chiếc đồng hồ mà bên đồng hồ Vang Vọng muốn giới thiệu, giao lưu với các bác. Quá đẹp, quá hoàn hảo, rất xứng đáng để các bác sưu tầm. Quá tuyệt vời phải không các bác. Đến đây Vang Vọng chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.